Hello, welcome to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. Pocket Liver. Let's go. Ok, select go. Không biết con này có xuyên được đôi không? Ok. Rất là nhiều tiền luôn. Các bạn có thể cầy tiền, sau đó thì mua thêm khẩu súng ngon hơn. Ok, let's go. Here's sauce. Let's go. Tiếp tục nào. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Jolly Trigger. Jolly Trigger Sliver. Let's go. Oh my gosh. Lại thôi. Để tiêu diệt những anh chàng mà chuẩn bị vào những cái vòng tròn. Bởi vì khi vào vòng tròn thì mình sẽ thua ngay, cho nên phải tiêu diệt những vòng tròn gần vòng tròn đó. Ok, sau đó thì mới tiêu diệt những người ở xa. Let's go. Mình sẽ tăng cái này lên.
Okay, let's go. Oh my gosh, tiêu tên anh chàng trước này, không thì anh ta sẽ bắn mất con tim của mình. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Jolly Chicker. Let's go. Cái này thì các bạn phải cố gắng nhìn vào nhanh tay thật là nhanh, nếu không thì các bạn sẽ thua ngay. Sao gặp tướng rồi. Let's go. Boss, okay. Mày chẳng kia bắn chảy mình, không là mình chết ngay. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Murder Chicker Sleeper. Let's go. Thank you.
ok, cái này bắn lúc đầu chỉ trúng được một viên thôi. Không hiểu sao hay là chỗ này nó bị lỗi. Cho nên mình có phải dừng lại, xong rồi mình lại bắn tiếp. Còn bắn liền thì không bao giờ trúng luôn. Không hiểu sao vậy. Ok, let's go. Ok, tiêu diệt được rồi. Let's go, let's go. Rồi, lên máy bay thôi. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng tiếp theo. Sleeper, Perfect Sleeper. Ok, let's go. Xảy ra. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sleeper 3D, let's go.
Rồi, lần này thì nhiệm vụ của mình sẽ là đi tiêu diệt những người trong bức ảnh. Một anh chàng cầm vali xanh. Đây rồi. Tiếp tục qua. Ok, let's go. Không phải. Không phải anh chàng này. Đây, anh chàng này. Xịt nữa anh ta đi mất. Là mất dấu là các bạn thua ngay. Okay, let's go. Vẫn chưa đủ. Ok. Rồi các bạn cây tiền xong rồi làm nhiệm vụ lớn hơn. Đầu tiên bằng cách chơi nhiệm vụ này. Một anh Ấn Độ mũ vàng. Ok, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sniper. Hitman Sniper. Let's go. Đó lên. Wow, toàn là zombie thôi. Nhiệm vụ này không biết là mình bảo kê zombie à. Peeled, it's too quiet.
West 4. Ok, let's go. Oh God, they're coming. Okay, let's go. Whitlam. Get ready. Coming. Xin được quay. Hình như là tướng rồi. Like, đúng rồi, chuẩn luôn. Ui, anh chàng này có vẻ rất là to luôn này. Ok, let's go. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hitman Go. Đây là một tựa game đòi hỏi sự tính toán. Nên các bạn chơi thì các bạn phải tính toán một chút, sau đó thì mới chơi được. Bởi vì đây là một tựa game mình thấy cũng rất là khó luôn. Level 7, ok. Let's go. Ok, let's go. Nhạc cái này lên nào. Ok, level 8. Let's go. Ok, mình xin phát dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.